Đến đây xứ sở lạ lùng, con chim kêu cũng sợ, tiếng cá vùng cũng kinh. Câu ca nhắc đến vùng đất phương Nam của Tổ quốc, đó là xứ Đồng Nai, Sài Gòn, Gia Định hoang sơ, thuở tiền nhân mang gươm đi mở mang bờ cõi cách đây trên 320 năm. Vùng đất ấy gắn bó với tên tuổi công lao và sự nghiệp của một danh nhân Quảng Bình, Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Theo gia phả dòng họ Nguyễn Hữu lưu giữ tại đền Vĩnh Yên, còn gọi là đền Vĩnh An Hầu, ở phường Chiêu Tín, huyện Phong Lộc, nay là xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, một di tích lịch sử văn hóa của tỉnh Quảng Bình, thì vị khai quốc công thần, thượng đẳng thần, trưởng cơ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, sinh năm Canh Dần 1650. Tên thật của ông là Nguyễn Hữu Thành, Ngụy là Cảnh. Các bậc cao niên, những người thông tuệ về thư tịch cổ, khi đến chiêm bái đền Vĩnh An Hầu, hẳn là vô cùng thán phục với tấm lòng đầy thành kính về gốc gác dòng dõi của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Ông là kiệt tướng đời chúa Nguyễn Phúc Chu, là hậu duệ 19 đời của khởi tổ Nguyễn Bạc, hậu duệ 9 đời của hậu tổ Nguyễn Trãi, bàng hệ 5 đời của Nguyễn Kim, con trai thứ 3 của Chiêu Vũ Hầu Nguyễn Hữu Giật, em ruột của Hào Lương Hầu Nguyễn Hữu Hào. Ông Nguyễn Hữu Sinh là hậu duệ đời thứ 10 của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Ông đã bỏ nhiều công sức tìm kiếm, lưu trữ, nghiên cứu các tài liệu, các sưu khảo, biên khảo về dòng tộc Nguyễn Hữu của mình. Vì lẽ đó, ông am tường về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Tục truyền, lúc thơ bé, ngài thường theo mẹ lên chùa Đại Phúc để cầu kinh niệm Phật. Do vậy, thấm đượm cái lòng từ bi của Đạo Phật và cái tấm lòng bao dung thánh thiền của người mẹ, sau này lúc mà cầm quân đánh giặc, ngài cũng đã áp dụng cái đức tính đó vào trong công cuộc phát triển đất nước. Nguyễn Hữu Cảnh sinh ra vào thời loạn lạc của cuộc chiến huynh đệ tương tàn Trịnh Nguyễn phân tranh. Nằm ở lằn ranh của tranh chấp và chia cắt, vùng đất Quảng Bình hằn sâu những niềm đau trận mạc. Trong công cuộc bảo vệ vùng phên dậu phía Bắc của chúa Nguyễn, Nguyễn Hữu Giật, cha của Nguyễn Hữu Cảnh, là người đã cùng với Đào Duy Từ xây dựng nên hệ thống Lũy Thầy. Là một võ tướng, Nguyễn Hữu Giật cùng với đội quân của mình đã anh dũng chiến đấu trong hơn 20 năm. Nhiều trận thắng lớn, đánh tan và đẩy lùi quân Trịnh. Giữa bối cảnh quê hương thời binh lửa, Nguyễn Hữu Cảnh đã sớm trưởng thành, am tường quốc sự, hòa mình trong đời sống của bách tính, khát khao dấn thân vì thái bình, an lạc cho muôn dân. Khi độ tuổi chớm đôi mươi, Nguyễn Hữu Cảnh đã nổi tiếng khắp vùng bởi văn võ song toàn. Ông được tiên phụ Nguyễn Hữu Giật đặc cách cho đi theo chinh chiến, trải qua nhiều trận mạc. Lúc lớn lên thì ngài đã trở thành một vị tướng trẻ trung tài ba, chiến đấu bên cạnh thân phụ, bảo vệ vùng đất phía Bắc của tỉnh Quảng Bình. Và đến năm 1672, lúc đó ngài mới 22 tuổi, thì đã cùng thân phụ tham gia một trận đánh lớn trong chiến dịch cuối cùng trong chúa Trịnh, bảo vệ là chiến lũy Trường Sa và lũy Trấn Ninh tại Đồng Hới và đẩy lùi quân Trịnh về phía bờ Bắc sông Danh. Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thần. Quảng Bình có địa hình dốc từ tây sang đông với dạng Trường Sơn Điệp Trùng, có nhiều nhánh lan ra phía biển cùng hệ thống sông Danh, sông Nhật Lệ, đầm Võ Xá là những thành lũy tự nhiên vô cùng lợi hại. Các chúa Nguyễn đã biết vận dụng hình sông thế núi hiểm yếu tại Quảng Bình, kết hợp với hệ thống lũy thầy của Đào Duy Từ để làm kế sách củng cố thế và lực phòng thủ,
bẻ gãy các cuộc xâm lấn của quân Trị. Đến nửa cuối thế kỷ 17, cuộc phân tranh Trị Nguyễn sau 7 lần đại chiến đến sức cùng lực kiệt vẫn bất phân thắng bại. Cả hai bên đã quyết định lui quân, lấy sông Danh tại Quảng Bình làm định giới chia cắt đất nước thành đàng trong và đàng ngoài. Quyết định lui binh của quân Trị đã tạo thời cơ cho các chúa Nguyễn hướng về phương Nam để mở mang cương vực lãnh thổ. Dạng Trường Sơn, Lũy Thầy, con sông Danh là những yếu tố của thiên nhiên và của con người làm ra để thực hiện cái gì? Thực hiện một cái sự ngăn cách. Và cái điều đó gắn lên một thời kỳ lịch sử mà chúng ta thường nhắc đến ấy, nó như là những cái trang sử bi thương của dân tộc. Khi mà Nam Bắc phân tranh, có đằng trong đằng ngoài, có chúa Trịnh ở phía Bắc, chúa Nguyễn ở phương Nam, đất nước chia cắt nhưng mà Nam Bắc thì lại phát triển. Và chính cái sự xung đột lợi ích ấy nó dẫn đến cái việc mà phía Bắc là mở ra cái phố Yến, phía Nam mở ra cái Hội An để thu hút cái nguồn lực bên ngoài, mà đấy là cái sự giao thương làm cho đất nước phát triển thay đổi. Chính cái chiến lũy ấy nó khiến cho hai bên là không tập trung sức để phân tranh nhau mà để củng cố sức mạnh của mình, cho nên các chúa Nguyễn ở phương Nam mới mở mang bờ cõi, mới hình thành hoàn thiện cái lãnh thổ dân tộc mà sau này chúng ta thừa. Theo tập sách biên khảo Nguyễn Hữu Cảnh Quê Hương Thân Thế Sự Nghiệp của tiến sĩ Phan Viết Dũng do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Bình ấn hành năm 2010, thì lịch sử mở cõi Đại Việt được ông cha ta bắt đầu từ thế kỷ 11 với việc vua Lý Thánh Tông đánh bại vua Chiêm Thành là Chế Củ, thu về Ba Châu, Bố Chính, Địa Lý, Ma Linh. Năm 1075, Lý Thường Kiệt vẽ bản đồ hình thế núi sông vùng đất mới. Vua Lý Nhân Tông xuống chiếu, chiêu mộ dân đến khai khẩn và tổ chức cai trị. Đến thời nhà Trần, công cuộc mở cõi diễn ra trong hòa bình với việc vua Trần Anh Tông gả công chúa Huyền Trân cho Chế Mân, đổi lấy Hai Châu Ô và Lý, chính là vùng đất Thuận Hóa và một phần Quảng Nam của Đại Việt sau này. Cái lần đầu tiên cái không gian mà ngày nay là Quảng Bình và có thể rộng hơn một chút là Quảng Trị là đã nhập vào cái không gian của Đại Việt nhà Lý rồi. Mà chúng ta nhớ đến những tên tuổi rất là nổi tiếng như Lý Thánh Tông, như Lý Thường Kiệt. Đấy. Là cái người cầm quân vào, vừa gìn giữ bờ cõi, vừa mở rộng bờ cõi. Và tôi nói thêm rằng là cái sức sống của người Việt Nam trong cái việc mở về phương Nam ấy, nó không chỉ thuần túy là sức mạnh về vật chất, sức mạnh về vũ trang. Mà có lẽ cái yếu tố quan trọng nhất nó đạt được cái mục tiêu ấy một cách tương đối hòa bình, đó là cái nền văn hóa lúa nước, đó là cái cơ cấu làng xã. Mà khi chúng ta đưa quân vào thì cái chính sách ụ ngụ binh ư nông mà các triều đại đã thực hiện ngày xưa họ cũng mang theo. Họ mang theo cả gì? Mang theo cả ông thần hoàng, thánh hoàng, mang theo cả tất cả lễ tục vân vân. Nhưng phải nói khi nghiên cứu kỹ dân tộc học thì chúng ta đến để tiếp nhận, đến để xây dựng một cộng đồng mới với rất nhiều những cái tập quán tốt đẹp tích cực. Dưới thời các chúa Nguyễn, công cuộc Nam tiến mở cõi tiếp tục diễn ra. Sau các cuộc tiến binh dẹp nạn quấy nhiễu của quân Chiêm Thành vào các năm 1611, 1629, 1653 đến thời chúa Anh Tông Nguyễn Phúc Trăng, đất Đại Việt đã vào tới Bình Khương và Diên Ninh, tức Ninh Hòa và Diên Khánh thuộc tỉnh Khánh Hòa ngày nay. Ông Sơn Nam là một nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ nổi tiếng. Bây giờ ông đã là người Thiên Cổ, nhưng cách nay 26 năm, ông từng có chuyến điền dã theo hành trình đi về phương Nam ngày xưa của lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Tìm về tư liệu chuyến đi ấy của nhà văn Sơn Nam cũng chính là tìm lại dấu tích của lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh khi được chúa Nguyễn giao ấn tiên phong làm cai cơ trấn thủ dinh Bình Khương, bình định vùng biên viễn của Đại Việt. Thành cổ Diên Khánh trải qua mấy trăm năm in dấu rêu phong của thời gian. Tòa thành là một công trình kiến trúc độc đáo,
đánh dấu trí tuệ và công sức của những thế hệ trước qua từng viên gạch xây nên cổng thành hùng vĩ. Những bức tường mái nhà cổ kính đưa chúng ta trở về một thời hào hùng của cha ông ta, thời khai khẩn mở mang bờ cõi và bảo vệ đất nước. Sử cũ chép lại rằng, mùa xuân năm Quý Dậu 1693, cai cơ trấn thủ Dinh Bình Khương Nguyễn Hữu Cảnh vâng mệnh Chúa làm thống binh, đã đem quân dẹp yên nạn quấy nhiễu cướp bóc của quân Chiêm Thành. Sau chiến công của Nguyễn Hữu Cảnh, Chúa Hiển Tông Nguyễn Phúc Chu lấy vùng đất mới lập trấn Thuận Thành, sau đổi làm phủ Bình Thuận. Ông được nhận lệnh, ông đi qua cái vùng đất của Nha Trang, Bình Thuận và Ninh Thuận. Trước hết là ông có ba cái công lao rất lớn. Cái công lao thứ nhất là thời kỳ ấy thì những cái tàn dư của một số cái lực lượng quân đội Chăm nó đã vẫn đã còn. Và chính ông là bằng cái tài năng thu phục của mình, và ông dẹp yên được cái lực lượng đó, và ông thành lập nên một cái trấn gọi là trấn Thuận Thành. Và cũng trong cái trấn đấy, vào cái thời kỳ đấy thì có một lực lượng nhập cư cực kỳ lớn, đó là lực lượng của người Hoa. Và cũng chính ông bằng cái tài năng thuyết phục của mình cùng với những biện pháp quản lý hết sức cứng rắn thì ông đã thu phục được người Hoa, và ông thành lập được cái cộng đồng người Hoa mang tên là Minh Hương. Và như vậy cái cộng đồng người Chăm, cộng đồng người Hoa, cộng đồng người Việt trở thành những cộng đồng cư dân. Ban cho ngài luôn luôn mang bên mình, nhưng mà chưa bao giờ tuốt ra khỏi vỏ, mà chỉ dùng đức độ của mình để tiến hành thần phục dân chúng. Và khi của cải càng nhiều lên, cuộc sống của dân tôi cũng đã được các bậc tiền nhân truyền đạt lại là môn phái Bạch Hổ Quân Sơn phái này thì sau này tiến hành là rất rộng, và các phái võ ở trong cả nước thì cũng đều lấy đó để mà làm phát triển lên những nền võ của mình. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu như môn võ Bình Định cũng đã áp dụng hoàn toàn hoặc là những phần là cao thâm của võ học thì cũng là điều tất nhiên. Lập công lớn trong bình ổn vùng đất Nam Trung Bộ, lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được Chúa Hiền Tông Nguyễn Phúc Chu tin cậy giao ông kinh lược xứ Đồng Nai, khai thiết vùng đất mới. Tháng 2 năm 1698,
đội chiến thuyền của thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào tới Đồng Nai, đặt đại bản doanh tại Cù Lao Phố. Sứ Đồng Nai lúc bấy giờ hoang sơ, Lam Sơn chứng khí. Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn có ghi: đất Đồng Nai từ cửa biển Cần Giờ đi vào toàn là những đám rừng hoang vu, cỏ gai rậm rạp, mỗi đám rừng hơn ngàn dặm. Trịnh Hoài Đức trong Gia Định Thành Thông Chí cũng có ghi: gò đồi trùng điệp, rừng rú liền răng, cây cối cao lớn chọc trời rậm rạp vài trăm dặm. Trước khi Nguyễn Hữu Cảnh kinh lược xứ Đồng Nai, nơi đây đã có lưu dân tứ xứ gồm người Việt, người Hoa cùng cộng đồng cư dân bản địa như người Rước Lai, Mạ, Sư Chiêng, Chu Ru, một ít người Mã Lai, Nhật và phương Tây tìm kế mưu sinh. Khi vào xứ Đồng Nai, trước hết Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức lại các đơn vị hành chính theo chế độ của chú Nguyễn. Ông cho chia đất Đông Phố, lấy xứ Đồng Nai đặt huyện Phước Long, lập dinh trấn biên, lấy xứ Sài Gòn đặt huyện Tân Bình, lập dinh phiên trấn, đặt phủ Gia Định để thống thuộc hai dinh trấn biên và phiên trấn. Cùng với việc phân chia các đơn vị hành chính, Nguyễn Hữu Cảnh đã thiết lập bộ máy điều hành vùng đất mới. Mỗi dinh đều có quan lưu thủ đứng đầu bộ máy hành chính, cai bạ coi về ngân khố, ký lục coi về hình án. Sau khi xác lập các đơn vị hành chính phủ huyện, Nguyễn Hữu Cảnh tiến hành phân chia đơn vị hành chính xã, ấp, phường để tiện việc khai khẩn ruộng đất và lập các bộ đinh, bộ điền. Việc thiết lập bộ máy hành chính của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh đem lại sự đổi thay quan trọng, biến những lưu dân ngụ cư thành dân bản quán, thành những chủ nhân thực sự nơi vùng đất mới. Lần đầu tiên có đơn vị hành chính và dưới đơn vị phủ huyện, Nguyễn Hữu Cảnh đã thiết lập nên cả một cơ chế về một cái thiết chế rất là hoàn chỉnh về các cái đơn vị hành chính cơ sở gồm có xã, thôn, phường, ấp, lân, vân vân. Đây là cái công lao rất là lớn. Cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Hữu Cảnh thì chúng ta phải thấy rằng là cụ có ba cái tiến trình. Thứ nhất là góp phần để vỗ yên, an dân ở cái vùng đất đằng trong. Thứ hai là cái người khai lập ra một cái vùng đất mới, tức là xác lập cái chủ quyền của quốc gia Đại Việt trên vùng đất phía Nam. Đấy, tức là lập trên cái phủ Gia Định ở phía Nam. Một cái vùng đất mới mà chúng ta vừa thủ đắc từ chân lập về Đại Việt. Cái thứ ba là cụ đã góp công rất lớn trong cái việc là bình định và giữ yên được, giữ vững được cái chủ quyền của quốc gia Đại Việt trên vùng đất phía Nam này cho đến cuối đời của cụ. Sau khi vào kinh lược xứ Đồng Nai, Gia Định, Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh chiêu mộ lưu dân từ Bố Chính, Quảng Bình trở vào, lấy thêm sức người khai phá vùng đất mới. Xa quê lập nghiệp, người Quảng Bình cũng như vị thống suất Nguyễn Hữu Cảnh luôn mang trong mình hoài cảm về quê hương. Họ đem tên làng, tên xã, nơi chôn rau cắt rốn, đặt tên cho quê mới, nơi họ ngụ cư, làm ăn sinh sống. Dấu ấn Quảng Bình, danh xưng Quảng Bình đậm sâu nơi vùng đồng bằng châu thổ Nam Bộ phì nhiêu, xa ngái. Chữ Bình nó theo chân người Quảng Bình vào tận cái khu vực Nam Bộ. Cho nên hiện nay là những cái địa danh ví dụ như là Tân Bình, Thới Bình, Bình Long v.v. là những cái dấu ấn của người Quảng Bình ở cái vùng đất Nam Bộ mà có thể nói là người ta không thể quên được. Nhất Đồng Nai như hai huyện, nó có một cái điểm xuất phát và nó gắn với cái quá trình mở cõi của cha ông ta, đặc biệt là cái vai trò vị thế của Quảng Bình đối với vùng đất phía Nam. Đồng Nai là cái vùng đất mà vốn dĩ trước đây là nó thuộc chân lạp. Khi mà các chú Nguyễn mở cõi về phương Nam đó, thì đến năm 1698 thì chúa Nguyễn Phúc Chu đã cử Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào đây để kinh lý. Và chính Nguyễn Hữu Cảnh là cái người đã khai lập một cái phủ đầu tiên ở cái vùng đất phương Nam này là phủ Gia Định. Và Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh là quê gốc ở Quảng Bình. Và khi mà vào đây kinh lý đó, là cụ đã mang theo cả cái tinh thần và cái hồn quê Quảng Bình.
hai huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh là hai cái huyện mà có thể nói là phát triển rất là mạnh và sung túc của vùng đất Quảng Bình. Và cái hình ảnh đó, cái chất quê hương đó nó đi theo của Nguyễn Hữu Cảnh vào đây. Và chính hai huyện đầu tiên của cái phủ gia đình là huyện Phước Long và huyện Tân Bình cũng là hai cái hình ảnh mà nó gắn liền với cái vùng quê Quảng Bình. Sách biên khảo Nguyễn Hữu Cảnh quê hương, thân thế sự nghiệp của tiến sĩ Phan Viết Dũng có ghi: định phận vùng Đồng Nai gia định, Nguyễn Hữu Cảnh đã tạo điều kiện cho việc mở mang vùng đất Hà Tiên, đặt châu Định Viễn, lập dinh Long Hồ, đặt đạo Đông Khẩu ở Sa Đéc, đạo Tân Châu ở Tiền Giang, đạo Châu Đốc ở An Giang, Rạch Giá ở Kiên Giang, mở rộng lãnh thổ các chúa Nguyễn ra toàn Nam Bộ tiếp sau đó. Cái lớp mà khai mở đầu tiên là dân Quảng Bình. Nhưng dân Quảng Bình chẳng là cái họ đi vào trong đây đâu phải chỉ bằng kinh nghiệm sản xuất, mà trong đây ruộng lúa là coi như gia đình thành song chí nó là gieo một hạt gặt hơn trăm hạt. Mà trong vòng một thời gian rất ngắn có mấy năm thôi là 40 là coi như ngàn hộ dân. Đó là lớn lắm. Nhưng mà dân phát triển, ruộng đồng trù phú, cao trầu sản vật, gia đình chỉ lên đông lắm thì là đó là sản xuất. Nhưng mà không phải chỉ mang theo kinh nghiệm sản xuất, mang theo thần thánh tổ tiên để phụng thờ. Thế cho nên là những cái dân sống ở đâu thì cái nhà đó, cái nhà mọc lên thì có một cái miễu, có cái đình cái miễu. Ai cho miễu lớn hơn đình, bảo có chồng một ẩn thì vẫn quê mình một anh. Nhưng mà hình bóng của ông bà tổ tiên trong cái bàn thờ gia đình, trong cái cộng đồng xã hội rất rõ. Đó, là nó có lấy cái cốt lõi của ông bà tổ tiên mình, nhưng nó có biến đổi so với địa phương tí. Nhưng mà nó cơ bản giống nhau. Trong quá trình khai thiết vùng đất Nam Bộ, cùng với việc xác lập chủ quyền quốc gia về mặt pháp lý, tổ chức cho dân khẩn hoang lập ấp, làm ăn sinh sống, thống suốt Nguyễn Hữu Cảnh còn chăm lo xây dựng lực lượng quân đội tại chỗ. Dĩ binh ư nông, dĩ nông ư binh. Sách lược của Nguyễn Hữu Cảnh dùng binh làm nông, dùng nông làm binh, được người dân toàn cõi Nam Bộ đồng tình hưởng ứng. Khi tiến binh ra biên ải Bình Định Chân Lạp, đi đến đâu, thống suất Nguyễn Hữu Cảnh cũng đều cho binh lính giúp đỡ dân chúng đào kênh dẫn nước, xây dựng thôn ấp, mở mang nghề nông. Chính sách an dân, hòa đồng sắc tộc là kế sách lâu bền để giữ gìn cương vực lãnh thổ của Đại Việt, tạo thành sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trong chế ngự, cải tạo, chinh phục châu thổ đồng bằng sông Cửu Long. Vào năm 1700 thì sử sách đều ghi rất là rõ về cái công lao của ông đã giúp dẹp loạn Chân Lạp, đưa những cái người xứng đáng lên làm vua ở Chân Lạp. Và cũng giống như là áp dụng đối với người Việt ấy, thì ngay sau khi giúp cho họ được ổn định về mặt chính trị rồi đấy, thì Nguyễn Hữu Cảnh lại cùng với họ để mà phủ dụ dân và cũng chiêu mộ dân đi khẩn hoang, đi khai phá. Sau khi tiến binh dẹp yên Chân Lạp, trở về Rạch Gầm, Nguyễn Hữu Cảnh bị bệnh và qua đời vào tháng 5 âm lịch năm 1700. Quan cữu được tướng sĩ đưa về Cù Lao Phố quyền táng. Có tài liệu ghi rằng ngày 16 tháng 5 ngày mất. Nhưng mà dân gian ký ức thì người ta nói là ngày mất, cái đó là ngày 9, đêm mùng 9 là rạng mùng 10. Cho nên ở dưới miền Tây là người ta, các đình ở dưới đó người ta cúng dỗ là ta cúng ngày 9, tháng 5 âm lịch. Nhưng mà họ dông thuyền đưa về tới đây, bởi vì hành dinh lần đầu tiên ngày là đóng quân ở đây. Chọn cái chỗ Cửa Lao Phố này thì đưa về đây thì là ngày 16 tháng 5 âm lịch. Tối ngày 15 tháng 5 âm lịch thì có 3 vị trưởng lão của ban tế đình này thì nghe nó thần báo mộng là đón đức ông về. Thì sáng ra y chang là thiền cập bến. Tạc ghi công đức của lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người dân Nam Bộ tại nhiều nơi đã lập đền thờ chiêm bái tri ân. Những nơi ông đến, kể cả những nơi ông chưa từng đi qua, đền thờ vẫn được dựng. Ông vẫn được dân chúng phong thần, hàng năm không ngớt khói hương. An Giang là tỉnh có rất nhiều đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh và Cù Lao Cây Sao, nơi ông từng đóng quân, cũng được đổi tên thành Cù Lao Ông Trưởng, huyện Chợ Mới để tưởng nhớ.
có thể nói là ít có một cái vị tướng nào của thời kỳ Chu Nguyễn mà hiện nay thì nhân dân người ta tôn thờ. Có thể nói cái đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh hiện nay thì nằm khắp ở Nam Bộ, từ là Biên Hòa, Đồng Nai cho đến là An Giang, cho đến là thành phố Hồ Chí Minh, là ở đâu cũng có là cái đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh. Rồi là các cái tên trường Nguyễn Hữu Cảnh thì hiện nay cũng người ta đặt tên rất là nhiều. Thì có thể nói đấy chính là một cái tình cảm mà có thể là dành cho một cái người gần như là suốt đời cống hiến cho cái vùng đất Nam Bộ. Không chỉ dân Việt yêu quý ông mà người Khmer ở Chân Lạp cũng rất yêu quý ông. Thể hiện ở chỗ người ta đã lập đền thờ để thờ ông, và họ tôn kính ông cũng ngang với lại cái việc tôn kính vị vua mà họ tôn thờ. Lá rụng về cội, vùng đất Quảng Bình luôn là nguồn cội của dòng họ Nguyễn Hữu lừng danh. Sau nhiều năm bôn ba trận mạc mang gươm đi mở đất, khi nằm xuống phía trời Nam, ông đã được cháu con trong gia tộc tìm cách đưa ngọc cốt trở lại quê nhà. Thượng An Mã, hạ Đùng Đùng, trung trung nhất huyệt. Vùng đất Thác Ro, thế dòng quận Hồ Ngồi, phía trên có núi An Mã, phía dưới có phá Hạc Hải, là nơi vị anh hùng mở cõi lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vĩnh hằng an giấc ngàn thu. Trên văn bia này thì có ba dòng, dòng giữa là ghi tên ngài, tức là Vĩnh An Hầu Nguyễn Hữu Cảnh Chi Mộ. Dòng bên này, bên phải này, Nguyễn Triều Sơ Thác Nam Trung Khai Quốc Công Thần Thượng Cấp, tức là ở thời kỳ đầu của Triều Nguyễn. Đây là người có công mở mang bờ cõi ở các tỉnh phía Nam của nước Đại Việt và được là phong cấp là Thượng Đẳng Công Thần Thượng Cấp. Dòng bên này là Quý Hương Nhân Kỳ Huyền Tôn Gia Long Sơ Niên Hưng Nghĩa Đạo Cai Đội Ngũ Đức Hầu Nguyễn Hữu Quỳnh, tức là vào đời Gia Long, thời kỳ đầu của Gia Long, tức là vào năm 1802, thì người cháu ở Quỳ Hương, tức là ở vùng là Gia Miêu, Hà Trung, Thanh Hóa, với chức vị lúc đó là tướng chỉ huy đạo quân Hưng Nghĩa, tên là Nguyễn Hữu Quỳnh, thì đã lập ngôi mộ này. Vùng đất của Sài Côn, Nông Nại, Phiên Chấn, Chấn Biên của hơn 320 năm về trước, hôm nay đây là cả một miền Nam đất Việt trù phú xanh tươi. Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của cả nước đầy năng động, phát triển và hội nhập. Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh chạy dọc sông Sài Gòn to đẹp, rộng rãi, tấp nập người xe qua lại. Trong dáng vẻ hiện đại của các công trình từng ngày mọc lên hai bên đại lộ, tên gọi của tuyến đường nhắc nhở mọi người về tên tuổi một danh nhân, là sự tri ân của hậu thế đối với công đức của lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng của thành phố đã lập đền thờ, đúc tượng, dựng văn bia về thân thế sự nghiệp của người anh hùng mở cõi. Hàng năm, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức và các tầng lớp nhân dân đều đến nơi này dâng hương tưởng nhớ, tri ân lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Công lễ thành hầu đi mở đất, nghìn năm con cháu mãi còn ghi. Khí phách, bản lĩnh, công trạng của đức ông, người anh hùng mở cõi cho tổ quốc giang sơn hôm nay rộng dài từ Trà Cổ rừng Dương đến Cà Mau rừng Đước, mãi mãi được lưu danh, mãi mãi trường tồn vĩnh hằng trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.